Đi dọc các trục đường chính của thành phố Giang Nghĩa, ai ai cũng bị gây chú ý bởi những hàng cờ Tổ quốc, cờ ngũ sắc tung bay và băng rôn standy chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 4, 2022-2027. Tại trung tâm hội nghị tỉnh, nơi sẽ diễn ra đại hội, chư tăng ni Phật tử tập trung, mỗi người một việc, người khoan, người cắt, người hàn. Tất cả đều cống hiến hết công sức, mong cho một kỳ đại hội thành công rực rỡ. Tôi là Phật tử ở ngoài Đắk Song, hay là cách xa là 40 cây số. Thế thì cứ hàng ngày là buổi sáng thì tôi cũng có là tu tập về khu vực đây thì để phụ giúp cho công việc cho chùa, hay là để chuẩn bị cho cái lễ đại hội này. Thì chúng tôi là một Phật tử thì chúng tôi cũng rất là hân hoan và được làm này là đúng là thật sự là rất là quý ạ. Các tự viện trên toàn tỉnh cũng hân hoan hướng về ngày hội quan trọng 5 năm mới có một lần này. Thời tiết Đắk Nông mưa nắng thất thường, chư tăng chùa Pháp Hoa, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tranh thủ thời gian để hoàn tất công tác trang trí đón tiếp đại biểu về dự đại hội. Chưa bao giờ trong thời tiết ảm đạm ngày mưa mà các tự viện tại Đắk Nông lại khoác lên mình màu áo mới tươi vui như vậy. Về các công tác khách mời thì số lượng đại biểu của đại hội kỳ này là khoảng 600 đại biểu. Văn kiện đại hội đã hoàn thiện xong, công tác trang trí hội trường trung tâm hội nghị cũng như những cái cung đường và tại trụ sở của ban đại sự thì cũng đã đang tiến hành gấp rút, trong một ngày tới là sẽ xong tất cả những cái khâu trang trí cho công tác tổ chức đại hội. Với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, đại hội nhiệm kỳ 4 2022-2027 là sự mong chờ và niềm hy vọng của tất cả tăng ni Phật tử tỉnh Đắk Nông. Đại hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22-23 tháng 8 năm 2022.